Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Kaden Channel. Sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Cảnh giác với chiêu trò trộm cắp mới ở Mỹ hiện nay. Mấy năm trở lại đây, hiện tượng trộm cắp, cướp của xảy ra khá nhiều, không chỉ ở các tiểu bang của Mỹ, mà xảy ra khá nhiều ở các nước như nước Anh, nước Nga. Mỗi tiểu bang đều có những biện pháp xử lý và cảnh báo đến người dân theo cách khác nhau. Và dưới đây là một vụ trộm cắp sử dụng kỹ thuật tinh vi mới được nhiều người chia sẻ. Chúng tôi xin trích nguyên câu chuyện. Anh chị em thân mến, câu chuyện mà tôi sắp kể cho anh chị em nghe sau đây thì chính tôi đã được nghe vài thân chủ của tôi kể qua vài lần rồi, và họ đã là nạn nhân của một vụ trộm, vụ cướp, hoặc là tệ hại hơn nữa, đã là nạn nhân của các vụ hiếp dâm. Bài bản dàn dựng cho các tội ác trên được dàn dựng giống hệt như nhau từ vài năm nay trong vùng Washington Metropolitan Area. Có lẽ vì đã từng nghe kể qua những câu chuyện trên nên hôm nay gia đình chúng tôi đã thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Thứ nhất là khoảng 11 giờ 30 phút sáng nay, trong khi chỉ có con gái tôi và tôi ở nhà, thì một solicito bấm chuông cửa. Tôi nhìn ra từ một lỗ nhỏ ở front door nhưng không mở cửa. Anh ta ghi ghi chép chép gì đó vào một sấp folder cầm tay rồi bỏ đi. Đây là cuộc thám sát sơ khởi để có thể khẳng định rằng có hai xe đậu trong driveway nhưng nhà không có người. Thứ hai, khoảng 3 giờ chiều, một cô solicitor cũng làm giống hệt như thế. Và hai bố con chúng tôi cũng phản ứng giống hệt như buổi sáng. Đây là cuộc thám sát thứ nhì vì hai xe vẫn còn đậu trong driveway. Thứ ba, khoảng 9 giờ 30 phút tối, trong khi hai vợ chồng chúng tôi đang xem TV ở trong gia đình, thì nghe một tiếng động thật lớn, không rõ xuất phát từ đâu. Chúng tôi lên lầu hỏi cháu gái xem có làm rớt vật gì nặng ở trên floor không, thì cháu bảo là không. Cháu bảo cũng nghe thấy một tiếng động lớn từ hướng bắc ra. Khoảng 9 giờ 40 phút đêm thì chúng tôi lại nghe một tiếng động lớn nữa. Lần này thì tôi đã xác định được đó là tiếng động phát ra từ hai cánh cửa nấp hầm basement rất nặng nề ở đằng sau nhà mà hôm nay tôi lại quên lock từ bên trong. Như vậy rõ ràng là kẻ gian định đột nhập từ phía sau, nhưng vì dù đã qua được lớp cửa thép thì lại không sao mở được lớp cửa kế tiếp bằng gỗ dày có khóa. Tôi nhận định rằng kẻ gian sẽ phán đoán rằng giờ này trong nhà không có đàn ông, vì hai lần ồn ào mà không thấy đàn ông ra xem xét, vậy thì thế nào hắn cũng sẽ tìm cách đột nhập trong đêm nay. Đúng 9 giờ 50 phút giờ PM, tôi nếp mình trong màn cửa sổ của phòng khách nhìn ra thì y như rằng một thanh niên tóc đen, xõa dài, cao chừng 5 feet 7 inches, nặng khoảng 140 pound, từ trong bóng tối của driveway bước vụt ra đến cửa chính. Tất cả 4 bóng đèn pha tự động bật lên cùng một lúc. Khi anh ta vừa đưa tay lên bấm chuông thì từ phía ở trong nhà tôi dùng tay đập thật mạnh vào thành cửa sổ và hét to: "Shoot him!" Anh ta chạy bán mạng về hướng nhà ông doctor ở bên cạnh. Và vì tôi bị khuất tầm nhìn nên không rõ anh ta có chạy núp tạm vào mấy bụi cây trong vườn nhà hay không. Chúng tôi vẫn không bước ra khỏi nhà. Vợ tôi gọi báo cho cảnh sát Fairfax tức khắc. Họ đến hỏi han và lục soát sân sau nhưng không tìm thấy ai cả. Cả cảnh sát và tôi đều đã từng biết qua các màn trộm cướp hiếp dâm quen thuộc ở trong vùng Washington DC, Virginia, Maryland như thế này, nên chúng tôi trao đổi rất vắn tắt và lại hiểu nhau rất là cặn kẽ. Vì thế mọi người nên cảnh giác. Đột nhập nhà Los Altos, cảnh sát đã truy tìm ra 4 nghi phạm đang lẩn trốn. Nhà chức trách đang truy tìm 4 nghi phạm có liên quan đến vụ trộm nhà vào cuối tuần, do cảnh sát Los Altos thông báo trong một bản tin từ 1 giờ 30 phút chiều đến 2 giờ chiều ngày 28 tháng 9. 3 nghi phạm nam đã đột nhập vào một ngôi nhà ở khu số 700 đường Covington bằng cách đập vỡ cửa kính phía sau ở sân sau. 3 nghi phạm đã bị dọa bỏ bởi những người ở trong nhà. Và vào thời điểm đó, cảnh sát cho biết không có đồ vật nào bị lấy đi, nhưng các nghi phạm đã có thể trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Dodge Durango màu xám, đời mới, có cửa sổ kính màu, xe không có biển số. Trước vụ đột nhập thì một nghi phạm thứ tư
một phụ nữ đã bị quay video ở cửa trước của ngôi nhà nói trên, tay cầm một hộp kẹo. Theo cảnh sát Los Altos, các nhà điều tra tin rằng đây là một trò lừa để xác định xem có ai ở nhà không. Không ai trả lời cửa, sau đó ba nghi phạm nam đã tiến hành đột nhập vào nhà. Sau đây là mô tả về các nghi phạm được Sở Cảnh sát Los Altos công bố. Nghi phạm thứ nhất là một phụ nữ gốc Tây Ban Nha hoặc là người Mỹ gốc Phi, vóc dáng trung bình đến nặng, tóc xoăn buộc đuôi ngựa, mặc áo nỉ đen, quần xanh và đeo khẩu trang y tế sáng màu. Nghi phạm số 2 là một người nam không rõ chủng tộc, dáng người mảnh khảnh, mặc áo nỉ xám, quần đen, găng tay đen, khẩu trang y tế và giày thể thao trắng. Nghi phạm số 3 là người nam không rõ chủng tộc, dáng người mảnh khảnh, mặc áo nỉ tối màu, có thể là quần thể thao màu xám, đeo khẩu trang y tế màu trắng và găng tay đen. Nghi phạm số 4 là người nam không rõ chủng tộc, dáng người mảnh khảnh, mặc áo nỉ sáng màu, quần đen, quần lót kiểu quần đùi màu đỏ, đeo khẩu trang y tế và găng tay đen. Nhà chức trách cho biết những người trong nhà không bị thương. Cảnh sát tin rằng những nghi phạm này có thể liên quan đến một tội ác tương tự ở Hillsborough xảy ra khoảng 1 giờ trước vụ đột nhập ở Los Altos. Đây là một cuộc điều tra đang diễn ra. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với cảnh sát Los Altos theo số 650-947-2770. Người chồng bị bắt vì tội giết vợ ở Hayward. Cái chết đáng ngờ của một người phụ nữ gần đây đã được Sở Cảnh sát Hayward coi là một vụ giết người. Chồng của nạn nhân đã bị bắt và bị giam giữ vì tội giết người vào hôm thứ Hai. SPD cho biết vào ngày 23 tháng 9, cảnh sát Hayward cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi từ một thành viên trong gia đình báo cáo là có chuyện gì đó xảy ra ở bên trong nhà của họ, gần khu nhà số 27000 Eucalyptus Court. Cảnh sát phản ứng đã đến vào khoảng 10 giờ 30 phút tối và phát hiện được một người phụ nữ có tên là Tanya Abnador, 47 tuổi, đã tử vong. SPD cho biết Abnador đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Chồng của cô ta là Alvaro Sierra, 47 tuổi, cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm vợ anh tử vong. SPD cho biết Sierra được tìm thấy trong tình trạng tự gây thương tích. SPD cho biết anh ta đã được điều trị tại một bệnh viện địa phương và đã bị giam giữ tại nhà tù quận Santa Rita vì tội giết người. Abnador và Sierra đã kết hôn hợp pháp, nhưng cảnh sát Hayward cho biết cả hai không có con chung. Cảnh sát trưởng SPD Brian Matthews đã bình luận như sau: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình và những người thân yêu của Tanya trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Sự tận tụy của toàn bộ sở cảnh sát, từ các thám tử đến các đội hỗ trợ, là điều cần thiết để giải quyết vụ án này. Bạo lực gia đình là một tội ác bi thảm và thường không được báo cáo. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai trong tình huống bị ngược đãi hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng tôi ở đây để bảo vệ và kết nối mọi người với các nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần." Cảnh sát Hayward cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ số 510-293-7176. Một thanh niên say rượu tông một người chết và ba người bị thương ở Orange. Một thanh niên bị bắt vào hôm thứ Hai 30 tháng 9 vì bị nghi là say rượu lái xe tông một người chết và ba người bị thương, gồm có hai mẹ con, cảnh sát loan báo. Nghi can Roberto No Monfield Sitlama, 18 tuổi, là cư dân của Orange, bị bắt với cáo buộc say rượu lái xe tông chết người. Sở Cảnh sát Orange cho hay trên Facebook, vụ tông được báo cáo lúc 8 giờ tối Chủ nhật tại ngã tư đường Tustin với Collins. OPD cho biết, nghi can Monfield Silama đang lái chiếc Chevy Equinox trên đường Tustin hướng Nam thì tông xe Toyota RAV4 chạy trên đường Collins hướng Tây, theo điều tra viên. Lúc đó thì nghi can Monfield Silama vượt đèn đỏ, OPD cho hay, vụ tông đã làm cho bà Maria Mineva Arroyo Lozada, 40 tuổi, là cư dân của Oren, thiệt mạng. Con gái của bà được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng tới sáng thứ Hai, tình trạng của cô nghiêm trọng và OPD cho biết. Hai người khác trên chiếc Toyota cũng được đưa đi bệnh viện trong vụ này, gồm có thiếu nữ 13 tuổi và bạn trai,
của bà Arojo Rosada theo OPD. Lúc vụ tông này xảy ra thì nồng độ cồn ở trong máu của nghi can Monfil Silama cao hơn gấp đôi mức cho phép, OPD cho hay. Quốc bộ 48 cây số sau bão Helen để dắt con gái vào lễ đường. Người bố lái xe 7 tiếng đồng hồ, đi bộ hơn 5 tiếng qua 48 cây số đường ngập lụt, cây cối đã bị gãy đổ sau bão Helen để kịp dự đám cưới con gái. David John, 64 tuổi, dự định lái xe từ nhà ở Nam Carolina vào ngày 27 tháng 9 để tới Johnson City, từ bang Tennessee. Hành trình mất khoảng 2 tiếng lái xe trong điều kiện bình thường, nhưng do bão Helen, ông đã mất tới 7 giờ lái xe và đã bị cảnh sát chặn lại ở xa lộ liên bang 26. Tôi đến gặp sĩ quan chỉ huy, trình bày, thưa ngài, tôi cần đến Johnson City, ông kể lại. Viên sĩ quan nói, tôi lấy làm tiếc là ông không đi được, cầu đã bị hỏng rồi, không ai đi qua được. Lúc đó là 2 giờ sáng ngày 28 tháng 9 và con gái của ông sẽ kết hôn lúc 11 giờ. John, người từng có nhiều năm kinh nghiệm chạy marathon, đã quyết định đi bộ. Ông ước tính quãng đường cần đi dài khoảng 48 cây số. Chặng đường khó khăn hơn ông nghĩ bởi xung quanh tối mù mịt, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn phát ra từ điện thoại di động. Quãng đường ấy thật là kinh khủng, John nói. Trên đường đầy bùn lầy lội, rác rưởi khắp nơi, có lúc tôi phải trèo qua những chỗ hàng rào chất đống và cây cối gãy đổ, chồng lên nhau cao tới hơn 2 mét. Có lúc thì John tưởng là sẽ mất mạng vì bị máy xúc dọn đường suýt va trúng khi đang mắc kẹt ở trong bùn. Bùn ngập tới đầu gối, tôi không thể di chuyển, ông nhớ lại. Người lái máy xúc không nhìn thấy tôi, xe đang quay mặt sang hướng khác, còn tôi thì đang cúi xuống vừa cầu nguyện vừa cố gắng thoát khỏi đống bùn. Ông đã kịp thời thoát ra và tiếp tục lên đường, John băng qua sông trên cầu cao tốc Jackson Lofts, đi bộ qua thị trấn Irwin và cuối cùng quay lại xa lộ 26. Vừa đi ông vừa cầm theo một chiếc cọc tiêu phản quang để tránh bị xe đâm. John kịp đến lễ cưới của con gái sau 5 tiếng rưỡi đi bộ. Tôi đã mang chiếc cọc đến tiệc cưới tặng cho Elizabeth là con gái của tôi và con rể Daniel. Để hai con luôn ghi nhớ là hãy bảo vệ nhau, hãy phản chiếu hình ảnh tốt đẹp về nhau và về Chúa, ông nói. Elizabeth không biết cha mình đã trải qua những gì cho đến khi sau lễ cưới. Tôi vô cùng xúc động khi hiểu ra cha yêu tôi đến nhường nào. Ông đã vượt qua mọi chông gai để tới đám cưới của tôi đúng giờ, Elizabeth Marquez nói. John khẳng định bản thân không phải là anh hùng và chỉ làm việc người bố nào cũng nên làm. Nhưng đối với Elizabeth thì John là người hùng và vô cùng biết ơn những gì bố đã làm cho tôi. Bão Helen đổ bộ vào tiểu bang Florida vào tối 26 tháng 9 với sức gió 225 cây số một giờ, ít nhất đã 133 người chết và 600 người mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính hàng chục tỷ đô la ở 6 tiểu bang đông nam nước Mỹ. Bí quyết đảo ngược tuổi sinh học 16 năm của bà ngoại 64 tuổi. Amy Hardison có độ tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thật 16 năm nhờ tập thể dục 60 phút mỗi ngày, ăn chocolate, chú ý cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Amy Hardison, 64 tuổi, đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi vượt qua triệu phú Brian Johnson, 47 tuổi, trong cuộc đua chống lão hóa. Thay vì chi hàng triệu đô la như ông trùm công nghệ, thì bà ngoại của 11 người cháu đã bảo vệ sức khỏe chỉ bằng những phương pháp quen thuộc và đơn giản. Tôi trân trọng trải nghiệm cuộc sống và những điều tuyệt vời đến từ tuổi tác, bà Hardison đến từ Mesa, Arizona chia sẻ. Bà là người dẫn đầu Rejuvenation Olympics, một cuộc thi trực tuyến của tổ chức tuổi trẻ Novos, thu hút hơn 4.000 người tham gia, trong đó có triệu phú Johnson và chuyên gia trường thọ Peter Diamandis. Cuộc thi so sánh khả năng đảo ngược tuổi sinh học của họ thông qua việc thay đổi lối sống lành mạnh. Theo bảng xếp hạng, bà Hardison đứng thứ 5 nhiều năm liền, có thời điểm vượt lên thứ 4. Trong khi đó, thì ông Johnson, người chi 2 triệu đô la để duy trì tuổi trẻ, từng truyền máu con trai để đảo ngược lão hóa, tụt xuống vị trí thứ 6 trong năm nay. Bảng xếp hạng đo bằng các dấu ấn sinh học tìm thấy trong máu của mỗi thí sinh, được các chuyên gia di truyền kiểm tra thường xuyên. Tuổi sinh học là tuổi tế bào và phân tử của cơ thể, khác với tuổi thực của bạn. Nó có thể thay đổi do lựa chọn lối sống, các yếu tố về sức khỏe và những yếu tố khác, theo các nhà nghiên cứu. Khác với những đối thủ giàu có, bà Hardison không chi hàng triệu đô la cho các thủ thuật khoa học nhằm mục đích trường thọ.
Trên thực tế thì bà thậm chí không quan tâm đến việc sống lâu cho đến 2 năm trước khi con rể đề nghị tham gia cuộc thi. Sau khi gửi mẫu máu đi xét nghiệm, bà rất vui khi biết bản thân chỉ lão hóa với tốc độ 0,74 mỗi năm theo thời gian, nghĩa là mỗi năm già đi chậm hơn người bình thường 3 tháng. Nếu giữ tốc độ này suốt cuộc đời thì độ tuổi sinh học của bà trẻ hơn tuổi thực khoảng 16 tuổi. Tôi chỉ cười, thật là trớ trêu khi lúc đó tôi thậm chí không thích uống vitamin và thực phẩm chức năng, bà nói. Tuy nhiên, Harrison rất chú trọng đến việc chăm sóc bản thân bằng những thói quen lành mạnh. Bà tập thể dục 60 phút trở lên mỗi ngày, coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bà thường sử dụng máy chạy bộ hoặc là xe đạp Elite trong một giờ với chiều cao 1m7 và cân nặng 57,6kg. Bà bơi 75 phút để rèn luyện sức khỏe, áp dụng bài tập cường độ cao ngắt quãng trong hầu hết các buổi thể dục. Harrison cũng đề cao việc rèn luyện trí não. Tôi rất muốn giữ cho bộ não của mình hoạt động một cách sáng suốt qua việc học hỏi, bà nói. Để giữ được sự minh mẫn thì bà thường nghe sách nói trong khi tập thể dục và đọc hồi ký cùng với tiểu thuyết về chiến tranh thế giới thứ hai trong thời gian rảnh rỗi. Việc giữ gìn sức khỏe, nhận thức trở thành chìa khóa đối với Harrison sau khi chứng kiến mẹ và anh trai 74 tuổi mắc bệnh Alzheimer, cha thì bị suy giảm trí nhớ sau một loạt cơn đột quỵ. Thỉnh thoảng thì bà bổ sung thực phẩm chức năng. Theo lời khuyên của con rể Eric, Harrison bắt đầu sử dụng thuốc chống lão hóa. Tôi bắt đầu dùng các loại chất bổ sung chứa thành phần như magie, gừng, theanine và fisetin, và bây giờ thì tôi chi khoảng $100 mỗi tháng cho chúng. Bà nói, Harrison đề cao sự năng động, trạng thái cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bà cho rằng việc giữ cho trái tim hạnh phúc bằng cách dành thời gian cho người thân yêu cũng là một yếu tố giúp đảo ngược lão hóa. Nếu sống một cuộc sống cống hiến bên cạnh người yêu thương thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần. Bà khuyên Harrison có mối quan hệ tốt với các con này đã trưởng thành, độ tuổi từ 37 đến 45. Bà trân trọng khoảng thời gian đặc biệt bên cạnh 11 đứa cháu của mình. Châm ngôn của bà trong năm nay là làm việc ít hơn và yêu thương nhiều hơn. Tôi đơn thuần là ngồi cạnh chồng nhiều hơn, nắm tay và tận hưởng thời gian bên anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn được 46 năm, đôi khi cuộc sống trở nên kém thú vị khi bạn già đi, nhưng bạn có thể tự khiến nó vui vẻ hơn nhiều, bà Harrison nói thêm. Ăn chocolate 3 lần một ngày là cách mà Harrison giải tỏa căng thẳng. Bà cho biết mình thưởng thức đồ ngọt một cách có chừng mực vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Mọi người thường ngạc nhiên khi tôi nói mình bắt đầu một ngày mới với sữa chocolate và một lát bánh mì. Nhưng tôi tin rằng ăn uống là một trong những niềm vui của cuộc sống. Vì vậy tôi không muốn cắt bỏ mọi thứ thú vị, bà chia sẻ. Harrison tự làm bánh mì, ăn một phần salad lớn với rau xanh và protein giàu về dinh dưỡng. Cân đo lượng thức ăn nạp vào để kiểm soát khẩu phần. Bà cũng hiếm khi ăn ở nhà hàng. Harrison tránh uống rượu, thay vào đó uống 8 ly nước mỗi ngày. Nhưng khi nói đến chocolate thì bà cho phép mình thoải mái hơn một chút. Dù vậy bà vẫn cẩn trọng khi chỉ ăn dưới 100 calo đồ tráng miệng mỗi ngày. Chìa khóa quan trọng khác giúp bà chống lão hóa là tập trung vào hiện tại, khác với những đối thủ của mình trong bảng xếp hạng. Mục tiêu của Harrison không phải là cạnh tranh với người khác để sống càng lâu càng tốt, trong khi những triệu phú như Johnson thì khao khát sống qua tuổi 120. Harrison cảm thấy vui nếu sống đến giữa những năm 80. Nếu tôi sống đến 84 hoặc 85 tuổi, vậy là đủ rồi, tôi không cần gì hơn thế nữa. Bà nói, tôi cảm thấy rằng nếu lo lắng nhiều về tương lai, bạn đang hy sinh niềm vui hiện tại. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều sẽ già đi và sự lão hóa phụ thuộc nhiều vào gen di truyền. Vì vậy bạn phải chấp nhận nó và hạnh phúc với những gì mình có, người phụ nữ này chia sẻ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.